Các đồng chí và các bạn thân mến, gần đây tình hình Biển Đông xuất hiện nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến nhiều nước, đe dọa đến chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của nước ta. Người dân nước ta khi ra khơi xa đánh bắt hải sản luôn phập phòng lo âu, bị nước ngoài bắt giữ, chiếm đoạt tài sản, phạt tiền, nhất là trên các vùng biển giáp ranh với nước khác. Vì vậy, Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu ngoài tăng cường tuần tra kiểm soát trên bộ, trên biển, còn phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền chính sách pháp luật của nhà nước cho ngư dân và kêu gọi bà con ngư dân phối hợp cùng lực lượng biên phòng vừa vươn khơi bám biển, vừa bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nằm dọc theo bờ biển dài 56 km, Bạc Liêu có 10 xã, phường, thị trấn và hàng ngàn phương tiện đánh bắt thủy sản. Trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự trên biển có nhiều diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến việc vươn khơi bám biển của bà con ngư dân. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu đã tăng cường công tác tuần tra trên bộ và cả trên biển, đồng thời thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền về biển đảo với công tác giáo dục pháp luật, làm cho ngư dân hiểu rõ các quy định trong pháp luật nước ta và pháp luật quốc tế về biển, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, để từ đó không chỉ chấp hành nghiêm các quy định về đánh bắt thủy sản xa bờ, không xâm phạm chủ quyền vùng biển của các nước láng giềng, mà còn kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật của tàu thuyền nước ngoài, xâm phạm ở vùng biển Việt Nam. Mặc dù đã làm khá tốt công tác tuyên truyền, thế nhưng tình trạng tàu cá của ngư dân Bạc Liêu đánh bắt xâm phạm vùng biển nước bạn vẫn còn xảy ra. Điều này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho chính ngư dân đó, mà còn làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước có biển tiếp giáp với nước ta. Chính vì vậy, việc tuyên truyền đến bà con ngư dân về chính sách pháp luật của nhà nước và pháp luật quốc tế về biển là hết sức cần thiết. Đồn biên phòng Gành Hào, trú đóng trên địa bàn thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, là đơn vị quản lý trên 15 km đường bờ biển và có cửa biển Gành Hào với lưu lượng rất lớn phương tiện tàu thuyền đánh bắt thủy sản ra vào thường xuyên. Đồn vừa có trách nhiệm giữ vững an ninh trật tự tuyến biên giới, vừa có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển. Trong thời gian vừa qua, việc đánh bắt thủy sản của bà con ngư dân Gành Hào thì cơ bản chấp hành tốt các cái chủ trương của nhà nước và của ngành thủy sản, và kể cả ra cửa sông cửa lạch thì nhận trình báo bộ đội phòng thì cơ bản bà con đã chấp hành rất tốt. Nhưng bên cạnh đó thì cũng một số ít thôi, tại vì cái đánh bắt thủy sản thì nói ra thì cũng có một số phương tiện là vẫn việc chấp hành chưa tốt về cái vấn đề là khai thác cái thủy sản của mình. Thì cũng có một phương tiện thì cũng đã vi phạm ở vùng biển nước ngoài, thậm chí thì nó bị bắt. Đấy, thì này thì trong thời gian vừa qua thì anh em tích cực tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân bằng biện pháp là đăng ký và lộ trình hành trình, và thứ hai nữa là cam kết từ chủ phương tiện đến chủ phương tiện rồi thì đến là thuyền trưởng là phải cam kết là không vi phạm chủ quyền vùng biển nước khác, khai thác vùng biển của mình đảm bảo làm sao cho chấp hành tốt cái luật pháp luật của nhà nước mình. Hiện nay trên địa bàn huyện Đông Hải có gần 600 phương tiện đánh bắt thủy sản và hơn 300 tàu thuyền có công suất lớn được trang bị các thiết bị đánh bắt thủy sản xa bờ. Kinh tế biển không chỉ là nguồn thu quan trọng của huyện mà còn là trụ cột trong nền kinh tế của tỉnh. Vì vậy, ngoài chủ động tuyên truyền chính sách pháp luật đến bà con ngư dân, chính quyền địa phương cũng tăng cường phối hợp với bộ đội biên phòng đóng chốt trên địa bàn để đảm bảo mỗi chuyến vươn khơi của người dân được an toàn. Tình hình đánh bắt thủy sản trên địa bàn huyện thì nhìn chung thì địa bàn huyện mình có là 559 chiếc khai thác đánh bắt, trong đó thì có 313 chiếc khai thác đánh bắt xa bờ. Thì vừa qua phòng nông nghiệp cũng phối hợp với chi cục thủy sản được sự chỉ đạo của ban huyện thì theo dõi tình hình sản xuất của bà con ngư dân đánh bắt. Thì qua 9 tháng thì tình hình đánh bắt của bà con nhìn chung thì tương đối ổn định. Ngư dân đã ra khơi và cũng đã đạt được kết quả là sản lượng đánh bắt tương đối là khá. Để đảm bảo về công tác tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển đảo thì phòng nông nghiệp cũng được sự hỗ trợ của chi cục thủy sản, rồi ủy ban huyện, rồi báo lao động. Vừa qua thì cũng đã tuyên truyền cho ngư dân là ra khơi bám biển. Mỗi tàu vươn khơi thì cũng đã trang bị cờ và đã cũng tuyên truyền
về cái quá trình mà đi ra khơi á, thì không vi phạm theo cái luật thủy sản, thường xuyên phối hợp với đồn biên phòng cũng tổ chức tuyên truyền các lớp tập huấn cho ngư dân để ngư dân vươn khơi thì không vi phạm những cái pháp luật. Trên địa bàn huyện mình thì cũng có một số vài tàu là khai thác không đúng quy định, là vi phạm vùng biển nước ngoài, thì qua phối hợp với đồn biên phòng thì tuyên truyền cho các hộ, thì qua tuyên truyền thì các hộ ngư dân cũng đã nhận thức và đã khai thác đúng vùng biển của mình, không vi phạm vùng biển nước ngoài nữa. Để tuyên truyền chính sách pháp luật của nhà nước và pháp luật quốc tế về biển sâu rộng trong bà con ngư dân, ngoài việc tuyên truyền thường xuyên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh còn vận động và tổ chức trao tặng cờ nước và ảnh Bác Hồ cho bà con ngư dân gian biển. Để mỗi chuyến vươn khơi với họ không chỉ để kiếm kế sinh nhai, mà mỗi ngư dân là một chiến sĩ, mỗi con tàu là một cột mốc sống bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thì cũng tiếp tục là cũng thực hiện theo cái chương trình báo động với Bộ đội Tuần tra Bộ đội Biên phòng, tặng 1 triệu lá cờ cho ngư dân để vươn khơi bám biển. Thì hôm nay đơn vị đã phối hợp với các ban bộ ngành, các sở và các ban ngành của huyện, địa phương và trên 70 ngư dân đại diện cho các ngư dân từ cửa biển Cành Hào đến để trao cờ, nhận cờ và ảnh Bác. Thì theo tôi nghĩ thì đây cũng là một cái động viên khích lệ rất lớn đối với ngư dân. Thì vừa qua thì hỏi một số hộ dân, ngư dân cái bảo là cái này thì rất là cảm ơn được sự quan tâm, thứ nhất là của các cấp các ngành trao cặng cờ với Tổ quốc, với ảnh Bác này, thì là nguồn động viên rất lớn đối với ngư dân bọn tôi để bám biển, thì để bảo vệ chủ quyền an ninh Tổ quốc của chúng ta, và hai nữa là phát triển kinh tế của địa phương, thì rất mừng, ngư dân rất mừng. Đây thì cán bộ chiến sĩ chúng tôi cũng vậy, cũng động viên bà con làm sao phải tiếp tục bám ngư trường mình và bảo vệ chủ quyền biển đảo và chấp hành nghiêm cái pháp luật và cái quy định của nhà nước. Đấy, đặc biệt là cái khai thác thủy sản. Đấy. Vùng biển mình thì mình khai thác và bảo vệ vùng biển của mình. Đấy. Thứ hai nữa là tránh cái tình trạng là mình đánh bắt vào cả sang vùng biển nước ngoài. Cái này vi phạm cái vùng biển của chúng ta. Đã có 2.000 lá cờ Tổ quốc và 500 ảnh Bác Hồ được trao tặng, mà người nhận không chỉ nhận tấm lòng của các chiến sĩ biên phòng mà còn nhận cả phần trách nhiệm. Một trách nhiệm quan trọng của mỗi người dân đó chính là cùng chung tay bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển đảo. Nói chung tôi người dân Gành Hào, nhưng mà hồi trước giờ ấy, thì biên phòng Gành Hào thì cũng chưa có tổ chức đợt nào. Nhưng mà được năm nay, năm 2019 này thì đồn biên phòng của Bạc Liêu và đồn biên phòng Gành Hào mình phối hợp nhau để làm một cái buổi lễ hôm nay để tặng cờ nước và ảnh Bác, là cái mục đích đó là cái điều vinh hạnh của nhân dân của Gành Hào. Thấy là nó phấn khởi, nhằm khi nó có cái động lực mạnh lên để cho ngư dân chúng ta để đi khơi bám biển, để cho lấy cái quyền biển đảo của chúng ta, thì không gọi là không cho ai xâm lấn, thì đó là cái điều vinh hạnh của ngư dân. Miễn mà thí dụ những cái nước ngoài xâm lấn thì ngư dân mình rất là khổ, thì mình phải động lực lên. Đó là biên phòng với lại biên phòng tỉnh với lại biên phòng Gành Hào tổ chức ra cái buổi lễ hôm nay, tôi rất là hoan nghênh. Mỗi tàu đánh bắt thủy sản xa bờ ở thị trấn Gành Hào đều được trao tặng 10 lá cờ Tổ quốc và một tấm ảnh Bác Hồ. Trao cờ Tổ quốc trên tàu đánh cá là một trong những hoạt động thường xuyên của bà con ngư dân. Đây còn là dấu hiệu nhận biết nhau của ngư dân khi hoạt động trên biển. Tàu nào có treo cờ đỏ sao vàng, bà con ngư dân sẽ biết ngay đó chính là tàu cá của ngư phủ Việt Nam. Còn hình ảnh Bác Hồ từ lâu đã trở thành hình ảnh thiêng liêng quen thuộc trong lòng của mỗi người dân. Thờ di ảnh của Bác trên tàu là để Bác dõi theo hành trình của mỗi chuyến tàu trên biển. Được cái dịp tỉnh biên phòng tỉnh xuống đồn biên phòng Gành Hào trao tặng cho bà con là 10 lá cờ hình ảnh Bác, thì cái đó là tôi rất là hoan nghênh. Nhưng mà từ trước tới nay thì gia đình tôi thì ở đây thì địa phương, thị trấn, huyện thì cũng có tặng hình Bác. Tôi đã thờ hình Bác ở nhà tôi bây giờ là 10 mấy năm nay rồi. Đóng bàn thờ thờ hình Bác là 10 mấy năm nay chứ không phải có bên ai. Tôi rất vui mừng có được có cái là giữa nhân dân và bên biên phòng đó có cái khăng khít với nhau.
phát cờ nước cho bà con, rồi phát hình ảnh cho Bác Hồ, hình ảnh Bác Hồ để treo ở trong nhà. Nhưng mà hồi xưa tới nay thì mình thấy hình ảnh Bác nó có cái ấn tượng gì đó, như là cha già mình hay là ông bà mình ngày xưa đó. Theo như bản thân của tôi thấy hình ảnh Bác là tôi đã thờ mười mấy năm nay, hình Bác ở trong nhà mà thấy nó ấm cúng vô cùng. Tôi đốt nhang tôi thờ mười mấy năm nay cũng như là ông bà tổ tiên của tôi. Ông Đặng Văn Hòa đã có trên 40 năm kinh nghiệm đi biển. Hiện gia đình có 2 chiếc tàu công suất lớn, thường xuyên đánh bắt thủy sản xa bờ. Khoe với chúng tôi, nhà ông đã thờ di ảnh Bác Hồ hơn 10 năm qua. Và hôm nay, khi được bộ đội biên phòng tặng ảnh Bác, ông sẽ để thờ dưới tàu đánh cá. Cái này thì do phát động của đồn biên phòng Gành Hào đó, để tặng cờ cho bà con ngư dân đó. Với cái hình ảnh Bác này thì do tuyên truyền của bên biên phòng, là nhận cờ này để treo dưới ghe, khi mỗi chiếc biển ra khơi là mình phải treo cờ tổ quốc. Còn cái hình ảnh Bác Hồ này thì xuống dưới ghe cũng có cái bàn thờ để hình ảnh để thờ Bác ở dưới ghe, để cho nó ấm cúng, mỗi khi dòm thấy Bác là mình ấm cúng được chiếc ghe để mình an tâm sản xuất trên biển. Đặc biệt đối với việc tuyên truyền về ý thức bảo vệ chủ quyền vùng biển của tổ quốc, ông Hòa cũng chia sẻ. Trên bản đồ đi biển, được Bộ đội Biên phòng cung cấp khu vực biển được đánh bắt thủy sản của người dân Việt Nam, gồm vùng bờ, vùng lộng, vùng khơi. Đối với tàu cá của ông Đặng Văn Hòa là tàu công suất lớn, nên hoạt động ở vùng lộng, vùng khơi là chính. Đối với vùng khơi, đây là vùng tiếp giáp với vùng biển của các nước bạn, nên tình hình an ninh trật tự ở khu vực này cũng rất nhạy cảm. Nếu như ngư dân của mình lấn sang vùng biển nước bạn, thì đã vi phạm chủ quyền vùng biển nước bạn. Và nếu ngư dân của nước bạn đánh bắt thủy sản ở vùng khơi của Việt Nam là đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Vì vậy, mỗi chuyến tàu hoạt động ở vùng khơi không chỉ là một cột mốc sống bảo vệ chủ quyền biển đảo, mà còn là tai, là mắt của các chiến sĩ biên phòng trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Là ra cửa rồi vào là đồn biên phòng, có tuyên truyền cho bà con ngư dân ở đây. Thấy cái chướng này giật lạ. Thí dụ bây giờ bà con vớt có nhiều năm rồi, vớt một chép phao gì nó lạ hơn chép phao đánh bắt, thì phải đem lên đồn biên phòng để trình báo đồn biên phòng, cho đồn biên phòng ta nghiên cứu, chứ đừng nói tới tàu lạ. Thấy một cái gì lạ là báo cáo vô đồn biên phòng liền. Bởi vì giữa nhân dân với đồn biên phòng nó có cái khăng khít với nhau rồi. Có biên phòng có tuyên truyền cho bà con nắm rõ là chủ quyền của mình rồi. Thành thử một cái gì mà nó lạ khác thường là coi như báo cáo vô liền. Hiện tại, trạm kiểm soát biên phòng Gành Hào không chỉ có trách nhiệm kiểm soát các phương tiện tàu thuyền ra vào cửa biển, mà còn là nơi tiếp nhận thông tin của người dân trên biển để kịp thời chủ động, sẵn sàng trong công tác giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Ngoài cái công tác kiểm tra kiểm soát của trạm sóng phòng Gành Hào, thì anh em cán bộ chiến sĩ của trạm sóng phòng Gành Hào cũng thường xuyên giáo dục nhắc nhở bà con về cái chấp hành pháp luật Việt Nam, luật biển Việt Nam, cũng như là nhắc nhở treo cờ tổ quốc mỗi khi tàu ra khơi để đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Thì cũng thời gian vừa qua thì cũng thông qua bà con cũng đã thông báo cho trạm sóng biên phòng Gành Hào rất là nhiều tin tức tình hình trên biển. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền cụ thể về chủ quyền vùng biển của Việt Nam, Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu đã từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, và không những xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với người dân vùng biển, mà còn cùng người dân bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển đảo, vùng trời của Tổ quốc.